Xin chào anh Quyết, thì và cho em hỏi về câu là trong năm 2018 thì đội tuyển đá cúp thì là anh rất là lớn nhất, thì ở năm nay thì anh là người đàn anh của đội, thì anh cảm thấy là trọng trách của mình ở giải đấu này như thế nào? Đối với Quyết ký ở đội tuyển thì đa phần các cầu thủ đều giống nhau hết. Cái quan trọng chúng ta phải hướng đến tất cả các mục tiêu đạt được cái thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam. Còn Quyết ở đội tuyển cũng là lâu năm nhất thì Quyết sẽ cố gắng giữ gìn cái phong độ, đặc biệt là sẽ cùng chia sẻ với các em những cái kinh nghiệm để làm sao cho đội bóng đạt được cái kết quả tốt nhất. Thì ở AFF Cup năm nay thì anh có đặt ra mục tiêu gì cho bản thân của mình ở giải đấu này? Với cá nhân Quyết thì Quyết sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để có thể được thi đấu cùng toàn thể đội bóng. Những cái trận đấu sắp tới là những trận đấu rất là quan trọng với bóng đá Việt Nam. Quyết mong rằng đội bóng sẽ luôn luôn giữ được cái phong độ, giữ được cái đoàn kết như thời điểm hiện tại để vượt qua cái vòng đấu bảng và hướng đến những cái thành tích cao. Thì ở cái giải đấu hôm nay thì anh đánh giá như thế nào về cái hàng tiền đạo của mình với cái sức trẻ dồi dào? Như cái chia sẻ thì đối với đội tuyển Việt Nam thì cũng không phụ thuộc vào những cái cá nhân nào hết. Thì đối với hàng tiền đạo thì mong rằng các em sẽ cố gắng phát huy cái phong độ. Năm nay hàng tiền đạo như Tiến Đình cũng như Phan Văn Đức, Tuấn Hải đều đạt được những cái phong độ rất là cao. Mong rằng các em hãy nỗ lực và duy trì giữ được cái phong độ để giúp đội tuyển Việt Nam có những cái thành tích và có những trận đấu quan trọng sẽ đạt được những kết quả tốt nhất. Thì trong một năm qua thì Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, nhưng mà đối thủ cũng đã có nhiều sự thay đổi và thích nghi. Thì ở giải đấu sắp tới thì đội chúng ta có những e sợ và lo lắng gì không? Đối với đội tuyển quốc gia thì cũng như bất kể những đội tuyển quốc gia ở khu vực Đông Á, chúng ta đều phải hoàn thiện bản thân mình, hoàn thiện đội bóng và hoàn thiện cách chơi. Còn việc phân tích cũng như đánh giá về chuyên môn thì Quyết nghĩ là ban huấn luyện cũng đã có những cái sự chuẩn bị. Năm nay thì đội tuyển sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, vì sao, đây là một trong những cái giai đoạn rất là quan trọng khi đội tuyển hướng đến cái giải đấu sau khi đội đã đạt được cái thành tích rất là cao trong 2 năm qua. Thì sau trận đấu nội bộ hôm trước thì không biết là huấn luyện viên Park Hang-seo có dặn dò gì với các cầu thủ trong đội của mình trước, gần như đó là một bài kiểm tra cuối cùng trong cái đợt này của mình. Đối với đội tuyển quốc gia thì huấn luyện viên trưởng cũng như ban huấn luyện luôn luôn sát sao và động viên anh em. Còn về chiến lược kế hoạch thì Quyết nghĩ là ban huấn luyện đều có những cái sự tính toán. Quan trọng ở đây là anh em hãy luôn luôn giữ được cái sự đoàn kết như thời điểm hiện tại để hướng đến những mục tiêu sắp tới, là những giải đấu rất là quan trọng của đội tuyển trong năm nay. Anh đánh giá thế nào về với đội tuyển quốc gia? Thì tất cả những cái đối thủ của khu vực AFF, khu vực Đông Á, với giải đấu năm nay thì những cái trận đấu đầu tiên là những trận đấu rất là quan trọng. Ở vòng bảng chúng ta cũng phải đi thi đấu sân khách mà cũng có những cái thuận lợi thi đấu sân nhà. Nhưng Quyết nghĩ là đội tuyển Việt Nam phải luôn luôn chắc chắn từng trận đấu một. Còn thì các đối thủ thì đối thủ nào cũng khó chịu cả. Thì ở lần sau trận giao hữu tới thì chúng ta có sự trở lại của Quang Hải, thì anh đánh giá cái sự bất ngờ trở lại của cậu ấy thì có ý nghĩa như thế nào với đội tuyển của mình trước giải đấu? Với Quyết nghĩ thì Hải đã cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu rất nhiều năm qua. Em vừa rồi cũng hướng đến những cái mục tiêu là những hành trình vươn tầm khỏi khu vực Đông Nam Á, thì bản thân Quyết cũng luôn chúc mừng em. Còn việc Hải quay lại thì cái việc đối với những cầu thủ lớn như Hải thì Hải sẽ thích nghi và hòa nhập nhanh đối với đội tuyển. Thì với việc là có nhiều cầu thủ trẻ trên hàng tiền đạo và cái sự quay trở lại của Quang Hải, thì anh có lo lắng gì về cái việc cạnh tranh giữa anh và các đàn em không? Đối với Quyết thì như Quyết đã chia sẻ thì đây là một cái giải đấu rất là khắc nghiệt, vì 3 ngày diễn ra một trận đấu. Thì việc huấn luyện viên trưởng gọi những cái
cầu thủ quan trọng của bóng đá Việt Nam quay trở lại thi đấu một cái giải đấu quan trọng, thì tôi nghĩ đây là một trong những cái giải đấu có sức cạnh tranh rất là cao. Mong rằng là sắp tới đây là đội tuyển Việt Nam bất kể cầu thủ nào được thi đấu hay không thi đấu hãy luôn luôn thi đấu cháy hết mình vì một cờ sắc nào. Thì ở những buổi tập qua thì anh có được chơi vị trí sở trường hay là được thử với một vai trò mới không ạ? Với cá nhân Quyết thì Quyết luôn luôn tôn trọng những cái ý đồ của huấn luyện viên trưởng, Quyết sẽ làm tốt những vai trò mà huấn luyện viên trưởng đưa ra. Trong quá khứ thì anh một rồi. Trong quá khứ thì anh đã từng thi đấu tại sân Bukit Jalil của Malaysia, mà sắp tới AFF Cup mình được đá xong dự định, anh có nghĩ đó là lợi thế không? Thì mọi người đều thấy là với quan điểm của bóng đá Việt Nam thì bất kể đối thủ nào, dù Lào hay là Malaysia, chúng ta được thi đấu trên sân nhà thì với cái lợi thế sân nhà, Quyết mong rằng là khán giả sẽ tới sân để ủng hộ, mang lại những cái bầu không khí để giúp đội tuyển Việt Nam có một cái tinh thần tốt, thi đấu tốt trên sân nhà. Đấy là một cái lợi thế của đội tuyển Việt Nam.